Vào thời điểm năm ngoái thì iPhone 14 Plus là một trong những chiếc điện thoại gây tranh cãi bởi vì nó đơn giản chỉ là một phiên bản phóng to của iPhone 14 thường thôi. Nhưng câu chuyện này đã hoàn toàn khác cho iPhone 15 Plus năm nay rồi, bởi vì em điện thoại này có những sự thay đổi cải tiến nổi bật không thua kém phiên bản Pro Max cả. Và bây giờ mình muốn chia sẻ kỹ hơn về iPhone 15 Plus cho mọi người nha. Cùng mình đi vào đánh giá chi tiết nào. Và chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Thế Di Động và mình là Yến Nhi. Hiện tại iPhone 15 Plus đang được mở bán tại Thế Di Động với 5 phiên bản màu sắc khác nhau là hồng, vàng, xanh dương, xanh lá và đen. Bên cạnh đó cũng có 3 phiên bản bộ nhớ là 128GB, 256GB và 512GB. Mọi chi tiết về sản phẩm mình sẽ để đường link dưới phần mô tả, mọi người tham khảo nha. Đầu tiên là về thiết kế thì iPhone 15 Plus năm nay không có quá nhiều sự thay đổi so với iPhone 14 Plus. Tuy nhiên thì mặt lưng sẽ là kính nhám chứ không còn trong suốt nữa. Như vậy thì sẽ hạn chế được tình trạng bám dấu vân tay. Các cạnh viền thì mình thấy cũng có phần bo cong hơn, giúp cho cảm giác cầm thì nó sẽ đầm tay hơn và đỡ trơn trượt. Và đặc biệt là quả táo cắn dở cũng không còn được làm như cũ nữa mà cùng màu với máy luôn, nhưng sẽ đậm hơn xíu chứ không hoàn toàn mờ nhạt. Nhưng với cá nhân mình thì mình vẫn thích kiểu cũ hơn, nhìn nó sẽ nổi bật hơn hẳn trên cái phần mặt lưng này. Và mặc dù năm nay thì mọi người đã đổ xô đi sang màu titan của dòng Pro và Pro Max, nhưng mà phải nói thiệt với mọi người luôn á là cái màu pastel trên iPhone 15 và 15 Plus thật sự rất đẹp. Không chỉ riêng người dùng nữ mà cũng có rất nhiều người dùng nam thích cái màu pastel trên iPhone 15 và 15 Plus này luôn. Và thiệt sự luôn á, nếu mà cái phiên bản màu này mà có 3 mắt thì sẽ cháy hàng phà phà luôn đó. Và trải nghiệm dùng trần cái chiếc điện thoại này thật sự là rất thích luôn mọi người ơi. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, đây là một chiếc máy có giá thành khá đắt, cũng như là cạnh viền của máy còn được làm bằng nhôm nữa, nên là các bạn nên được bảo vệ cẩn thận. Đó đồng nghĩa với việc là các bạn nên sắm thêm một chiếc ốp lưng để không có bị chày nha. Nhưng mà chày là stiff lắm á. Điểm cộng về thiết kế năm nay, chúng ta sẽ có cổng sạc USB-C thay cho Lightning nguyên thuộc. Và với những anh chị nào đang dùng song song cả hai chiếc điện thoại Android thì sẽ rất tiện lợi vì không cần phải mua thêm củ sạc hay dây sạc nữa. Chỉ cần một phụ kiện thôi là có thể sạc được cho cả hai ba thiết bị luôn. Tiếp theo mình sẽ nói về màn hình, thì đây cũng chính là một điểm cộng cho chiếc điện thoại này. Với iPhone 15 Plus thì chúng ta sẽ có một màn hình là 6.7 inch chạy trên tấm nền OLED và độ phân giải là Super Retina XDR vô cùng sắc nét, tần số quét 60Hz cùng độ sáng tối đa là 2000 nits. Và bản thân mình cũng đánh giá cao khả năng tái tạo chi tiết trên máy, các chi tiết đều được rõ nét và khá là đẹp, đặc biệt là màu sắc hình ảnh cho ra rất là chân thật. Và một điểm khác khiến chiếc máy này trở nên đáng mua là bởi vì năm nay iPhone 15 Plus đã sở hữu Dynamic Island rồi. Trước đây khi muốn trải nghiệm tính năng Dynamic Island này thì chúng ta bắt buộc phải sở hữu iPhone 14 Pro Max, thì năm nay Apple đã có sự cải tiến vượt bật khi được trang bị tính năng này trên tất cả các phiên bản iPhone từ thường đến cao cấp đều có. Và tất nhiên có điểm cộng thì cũng phải có điểm trừ rồi. iPhone 15 Plus của chúng ta năm nay vẫn chưa có 120Hz anh em ạ. Và tất nhiên thì chúng ta cũng không được trải nghiệm công nghệ ProMotion như trên các dòng Pro nữa. Máy vẫn còn được trang bị tần số quét chỉ 60Hz thôi. Con số này là khá thấp, nếu như không muốn phải nói là rất thấp so với một giá bỏ ra hơn 20 triệu nhưng chỉ đổi lấy một chiếc điện thoại có màn hình 60Hz thôi thì mình không thích điểm này. Nhưng mà cái thao tác trên máy vẫn cực kỳ ổn định. Với bản thân mình thì trước đây mình dùng iPhone 11 cũng 60Hz nên là khi chuyển qua 60Hz trên iPhone 15 Plus một lần nữa thì mình cảm thấy rất là bình thường, không hề ảnh hưởng đến trải nghiệm gì của mình hết. Tuy nhiên thì đối với anh em nào mà trước đây dùng 120Hz quen rồi á, như là khi sử dụng trên 13 Pro Max này, 14 Pro Max mà muốn chuyển qua 60Hz lên trên iPhone 15 Plus thì có thể cảm thấy hơi ảnh hưởng một xí. Nên là nếu mà anh em nào cũng muốn chuyển qua thì nên cân nhắc nha. Về hiệu năng năm nay thì iPhone 15 Plus đã bê nguyên con chip từ iPhone 14 Pro và Pro Max lên đây, nên hiệu năng vẫn cực kỳ mạnh mẽ và ổn định để có thể đáp ứng được cho nhu cầu của mọi người từ nhẹ đến nặng. Trong quá trình mình sử dụng thì iPhone 15 Plus tạo cho mình một cái độ tin cậy cao với hầu hết các tác vụ. Cũng dễ hiểu là mặc dù chip cũ nhưng Apple đã có sự tinh chỉnh để con chip này được tối ưu hóa hơn, cũng như là năm nay Apple họ đánh mạnh về trải nghiệm chơi game trên iPhone 15 series, nên đối với mình thì mình cảm thấy là một chiếc máy thực dụng nhất trong dòng 15 series. Hiệu năng của máy thì rõ ràng vẫn có thể cho mọi người chơi được những tựa game đồ họa nặng. Ở đây mình sẽ test cho mọi người hai tựa game là PUBG và Liên Minh Mobile. Đầu tiên là PUBG Mobile thì với tựa game này thì mình có chơi ở mức cấu hình cao nhất mà máy cho phép, được bật là đồ họa HDR và tốc độ cân hình cực độ. Trong quá trình chơi máy thì mình có một trải nghiệm tốt nè, khung cảnh, nhà hay quân địch đều rõ nét. Những lúc căng thẳng lại chạy bo hoặc di chuyển ở những nơi có nhiều tòa nhà nè, luồn lách để bắn địch thì máy cũng không hề xảy ra tình trạng bị khựng như một số máy khác, nên là vô tư luôn nha anh em mình ơi. Với tựa game thứ hai mình chơi có phần nhẹ đô hơn PUBG, đó là Liên Quân. Máy cho mình tùy chỉnh setting ở mức là độ phân giải siêu cao và hình ảnh cao. Trong lúc chơi game thì mình thấy các thao tác với nút bấm và di chuyển đều mượt và nhạy. Khi mình tung chiêu thì khung hình vẫn rất ổn định. Ngoài ra mức độ chi tiết lẫn hình ảnh trong game đều được máy tái tạo rõ ràng và sống động. Và cho dù máy cho mọi người chơi ở mức độ họa max setting đi chăng nữa thì mình cũng không khuyến khích mọi người chơi ở mức độ họa này, bởi vì mình có thử trải nghiệm thì chơi khoảng 2-3 trận game thôi thì máy đã có tình trạng nóng lên ở phần mặt lưng rồi, nên là đây cũng chính là phần nhược điểm của máy. Nhưng để công bằng mà nói thì phần này cũng đã được cải thiện đi rất nhiều so với dòng tiền nhiệm rồi, và thậm chí là còn có đỡ nóng hơn iPhone 15 Pro nữa. Mặc dù đây là nhược điểm nhưng bù lại thì iPhone 15 Plus đã cho chúng ta một cái hiệu năng rất ổn định, chiến game cực kỳ vô đối. Bên cạnh đó thì mình cũng có đa điểm benchmark trên iPhone 15 Plus, thì điểm CPU đơn nhân là 2618, điểm CPU đa nhân là 6600 và điểm GPU là 22988. Ngoài ra thì mình cũng có đo 3D Max thì tổng điểm nhận được sẽ là 2675 và FPS trung bình sẽ là 16.0.
theo chúng ta sẽ đến với phần camera. Thì iPhone 15 Plus có thiết kế camera giống với phiên bản tiền nhiệm là iPhone 14 Plus với cụm camera kép được xếp chéo nhau. Nhưng Apple đã nâng cấp camera chính lên với cảm biến độ phân giải là 48MP và khẩu độ f/1.6, camera siêu rộng 12MP và khẩu độ f/2.4 và camera selfie sẽ có độ phân giải là 12MP và khẩu độ là f/1.9. Nhờ vào những cải tiến đáng giá về mặt công nghệ này thì giúp cho iPhone 15 Plus có thể quay và chụp được những bức ảnh nổi bật với những chi tiết màu sắc vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên thì hình ảnh cho ra chất lượng mặc định của iPhone 15 Plus là 24MP chứ không phải là 12MP nữa. Và điều này khiến cho iPhone 15 Plus sẽ tốn nhiều dung lượng hơn cho việc chiếu ảnh. Tuy nhiên thì lại không có sự khác biệt quá rõ ràng về chất lượng hình ảnh cho ra trên hai dòng điện thoại này, trừ khi là chúng ta zoom lên thôi thì trên iPhone 15 Plus nó sẽ rõ nét hơn. Khi chụp ảnh ở điều kiện đủ sáng thì sự nâng cấp về cảm biến đã giúp cho camera trên iPhone 15 Plus hoạt động rất tốt vào ban ngày. Độ chi tiết tổng thể của những bức ảnh chụp trên thiết bị sẽ trông ấn tượng hơn rất nhiều so với những chiếc smartphone Android cao cấp khác. Hình ảnh cho ra sẽ có độ chân thật cao. Tuy nhiên thì nếu ảnh cho ra có màu bệt hơn hẳn so với hệ tiền nhiệm, màu ảnh cũng không được tươi tắn cho lắm. Và với trải nghiệm của cá nhân mình, khi mà mình chụp ảnh dưới trời nắng nóng thì máy có tình trạng bị nóng lên khá là nhanh và bị sập độ sáng. Nó không còn được sáng hoàn toàn như lúc ban đầu nữa. Vì thế nó ảnh hưởng đến trải nghiệm của mình khá là nhiều, vì dùng rất là khó chịu cũng như là không thể nào nhìn thấy được nữa, và mình đã phải đợi cho máy bớt nóng đi thì mới có thể chụp tiếp được. Ở điều kiện thiếu sáng thì chế độ chụp đêm sẽ được tự động bật lên khi sử dụng camera. Hình ảnh cho ra sẽ có độ chi tiết tốt nè, độ tương phản và màu sắc cũng khá tự nhiên. Tuy nhiên vẫn có tình trạng bị noi nhẹ, mặc dù cũng không có ảnh hưởng đến tổng thể hình ảnh. Chế độ chụp đêm trên iPhone 15 Plus thì vẫn giữ lại được những chi tiết trong bóng tối chứ không làm cho chúng quá sáng, màu da cũng được tự nhiên. Còn khi chụp ảnh selfie thì ảnh cho ra tự nhiên, có độ chân thật cực kỳ cao nhưng màu vẫn bị bệt nha. Và độ chân thật chính là điểm mà mình không thích trên camera của em máy này, bởi vì nó chi tiết quá, nó chi tiết đến từng cái cục mụn trên mặt mình luôn. Bởi vậy mà khi mình chụp hình thì mình sẽ cảm thấy nó không được đẹp cho lắm. Nên là chị em nào mà đang tính mua 15 Plus thì có thể lưu ý phần này nha. Bên cạnh đó thì camera trên iPhone 15 Plus cũng sẽ có một vài nhược điểm khác, như là nhược điểm lớn nhất sẽ là không thể lấy nét cực kỳ quá gần cũng như là sẽ không có autofocus. Nhưng mà điều này thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Apple muốn phân biệt được giữa các dòng thường, dòng Plus so với các dòng Pro và Pro Max. Nên là nếu anh em không chụp các chi tiết quá nhỏ hay chụp quá gần thì phản hồi trên camera vẫn ổn, chất lượng ảnh cho ra vẫn rất là ok, nên là không cần phải quá lo lắng về điều này nha. Và điều cuối cùng mà muốn chia sẻ đến mọi người cũng là cái điểm mà tuyệt vời nhất cho iPhone 15 Plus, đó là dung lượng pin cực kỳ trâu luôn. Và chính là dòng máy đang có dung lượng pin cao nhất so với các dòng máy iPhone từ trước cho đến nay. Dung lượng này đã tăng đến 13,6% so với viên pin 4325mAh của iPhone 14 Plus. Với một trải nghiệm xuyên suốt bao gồm tác vụ văn phòng kèm giải trí game đồ họa thì máy chịu được 9 tiếng 46 phút. Và lúc này thì mình vẫn chưa dùng máy hết pin đâu, nó chỉ nằm ở dưới mốc 10% thôi. Đây là một mốc thời gian phải nói là chưa từng thấy ở các dòng iPhone bao giờ. Bên cạnh đó thì máy còn được trang bị sạc là 20W. Thì chúng ta sẽ mất chỉ 30 phút để có thể sạc lại được 53% và sạc đầy chỉ trong vòng là 1 tiếng 34 phút. Và điều này thật sự là bất ngờ bởi vì nó nhanh hơn đáng kể với iPhone 15 Pro Max luôn. Tuy nhiên thì đây vẫn là một khoảng thời gian tương đối thôi, không quá nhanh như một số điện thoại Android khác. Nhưng mà rõ ràng thì việc sạc 20W nhanh hay chậm này cũng không hề ảnh hưởng gì đến mình cả. Đối với cá nhân mình thôi nha, bởi vì mình đã xài đủ cho một ngày rồi thì tối đêm chỉ cần việc cắm sạc lại thôi, nên ngày hôm sau xài tiếp, không ảnh hưởng gì hết, đủ dùng. Vậy là mình đã hoàn thành xong về đánh giá chi tiết trên iPhone 15 Plus rồi, và sau đây sẽ là một vài ưu nhược điểm mà mình tổng kết lại cho mọi người. Về ưu điểm thì máy có màn hình to là 6.7 inch cùng hiệu năng mạnh mẽ là Apple A16 Bionic, có Dynamic Island và cổng sạc USB-C cùng với pin cực kỳ trâu. Còn về nhược điểm thì máy có hơi nhanh nóng khi xử lý các tác vụ nặng cũng như là chụp hình dưới trời nắng nóng, cũng như là với mức giá hơn 20 triệu nhưng mà màn hình vẫn chỉ có 60 hệ thôi. Vậy thì tóm lại iPhone 15 Plus thực sự là một chiếc máy thực dụng và đáng mua, bởi vì nó có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của người dùng. Và nếu như bạn không cần những tính năng quá cao cấp như trên dòng Pro và Pro Max thì trải nghiệm iPhone 15 Plus là cực kỳ phù hợp và hợp lý với túi tiền, có thể tiết kiệm chi phí nữa. Cảm ơn mọi người đã dành hết thời gian để xem video này, và nếu như mọi người thấy video này hay thì đừng quên để lại một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt.